13 được 10 triệu. Hết à, lốt xốp này hết à. Bà đi ngoài đường à? Đi ngoài đường. Thế nhưng mà rút xe rùa lên. Trong đường làm gì có đường đi. Nhà con nó vẫn ngoài đấy à? Ừ. Đâu, hai vợ chồng cứ tức tắc nhạt nhạt này rồi. Định làm kênh nữa nhưng mà nó vất vả quá, bảo thôi làm hai kênh thôi. Ừ. Ăn ít tí thì được nhưng mà mệt, nó làm ba nhiều lúc nó không gồng được, nhiều lúc mình không lo được đủ là nó thành nhỡ việc, dư một tí còn hơn. Ông đi. Hai chục bao thì vườn này thì cũng phải vặt được khá nhiều nhỉ.